Hướng tới ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ. Em tên là Trầm Vân Anh, học sinh lớp 6A3, trường trung học cơ sở Xuân Hòa. Hôm nay, em xin được thuyết trình về bài vẽ của mình, mang tên Người mẹ siêu nhân Supermom. Quả đúng là như vậy, một ngày có 24 giờ, nhưng đối với em không làm được một việc gì cả. Vậy mà đối với mẹ lại làm được bao nhiêu là việc. Mẹ chồng em của em chăm sóc cho em từng ly từng tí. Mẹ dành thời gian chơi đùa cùng em và em của em. Cứ đến tối, mẹ lại ngồi lại và dạy cho em những bài học hay. Mẹ còn là một bà nội trợ giỏi, mẹ luôn luôn nấu những bữa cơm ngon cho gia đình. Quần áo là do mẹ giặt nên lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ. Mẹ còn là một giáo viên giỏi trong trường, mẹ luôn luôn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà nhà trường giao. Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là siêu nhân tuyệt vời nhất trong cuộc đời em. Em yêu mẹ và luôn biết ơn mẹ, người mẹ siêu nhân của em. Em xin chân thành cảm ơn.